Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta quá nhiều, đến mức độ chúng ta thấy rằng, chúng ta có thể nói rằng chúng ta thật là những người được diễm phúc ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì ý định Ngài toan định làm xuyên qua người Việt của chúng ta. Chắc là một trách nhiệm lớn, cũng là đặc ân mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Mình xin ý Chúa được nên. Nước của Ngài được đến, ý của Ngài được nên trên đời sống của chúng ta, trên hội thánh của Chúa. Để chúng ta được phước, chúng ta làm nguồn phước. Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta và ban ơn. Để như lời tiên tri, Chúa sẽ đổ sự phục hưng lớn cho hiếu sinh và Chúa Ngài sẽ làm qua người Việt Nam. Chúng ta không biết cách nào, nhưng ta biết một điều là đó là việc của Chúa. Phần của chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng và dám cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm. Như tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm, xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ. Hội thánh của Chúa, các sứ đồ bị bắt bớ, bị cấm đoán không cho được lấy danh của Chúa để rao giảng và làm phép lạ. Nếu làm thì sẽ bị đánh đập, bỏ tù và có thể mất mạng. Nhưng khi hội thánh nghe hai sứ đồ cho họ biết tin tức này, thì hội thánh đã làm một công việc mà chúng ta đã học được và được nhắc nhở ở trong tuần qua. Đó là họ đồng đứng lên và cầu nguyện. Xin Chúa cho họ sự dạn dĩ. Để như người ta cấm, họ sẽ làm mạnh hơn, làm lớn hơn. Và xin Chúa Ngài đưa tay của Đại Tớ Thánh Ngài ra để những dấu kỳ phép lạ và những điều kỳ diệu lại diễn ra trong ơn của Chúa. Đó là một lời cầu nguyện rất can đảm. Họ dám trả giá. Và cảm ơn Chúa cho tôi khích lệ anh chị em suốt ở trong tuần. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện điều này và mở mắt xem Chúa Ngài mở những cánh cửa cơ hội cho chúng ta. Để chúng ta bước qua những cánh cửa cơ hội đó trong sự dạn dĩ. Chúng ta không còn nhút nhát nữa. Chúng ta không còn nói rằng mình không biết nói, mình không biết gì để làm. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho chúng ta dám xin sự dạn dĩ. Và chúng ta thấy hội thánh của Chúa xin điều đó. Chúa Ngài đáp lời và Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài xuống, hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và ai nấy đều đi ra giảng đạo của Chúa một cách dạn dĩ. Nếu chúng ta nhút nhát là bởi vì chúng ta chưa dám xin và chưa nhận được điều Đức Chúa Trời muốn ban cho tất cả các con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện một lời cầu nguyện can đảm khác. Và đây là lời cầu nguyện của một thiếu niên ở trong Cựu Ước. Được tìm thấy trong Samuel chương 3. Lúc bây giờ Samuel là một người rất trẻ, khoảng chừng 11-12 tuổi. Ông đã cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm này. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là Samuel lúc bây giờ đang phục vụ trong đền thờ của Chúa với sự lãnh đạo của thầy tế lễ Hê-li. Và chúng ta biết rằng ông đã xa cách Chúa. Chức vụ của ông không có kết quả. Ông là người đã thiếu kỷ luật con trai của mình. Khi con trai của ông thấy đoàn dân của Chúa đến để dâng của lễ cho Chúa, thì hai người con của ông đứng cầm chĩa ba, chĩa vào miếng thịt nào trúng thì nó đem ra nó ăn. Và ăn nằm với những phụ nữ ở trước nơi thờ phượng Chúa. Lời của Chúa cảnh cáo, sai tiên tri của ngày trước Samuel đến để cảnh cáo. Nhưng Eli không tha thiết trong việc kỷ luật hai con trai của mình. Ông chỉ nói những lời khuyên sơ sài. Và Chúa Ngài trách điều đó. Và Chúa Ngài đã tuyên án. Ngài sai tiên tri của Chúa để nói rằng tất cả những gì mà ông đã được định trong phước hạnh sẽ mất hết tất cả. Ông là con cháu của dòng dõi Lê-vi đã được định làm chức tế lễ trước mặt Chúa cho đến đời đời. Nhưng vì ông đã phạm tội và thiếu cái sự hướng dẫn gia đình của mình một cách tốt đẹp, đã phạm tội với Chúa, cho nên ông và cả gia đình của ông, dòng máu của ông sẽ không còn một người nào đứng để phụng sự Đức Chúa Trời. Họ mất cái vị trí đó, mất ơn đó, vì đã phạm tội. Ông không biết dạy dỗ con cái của mình. Và cái sự khiển trách của Chúa rất là nặng nề đối với Eli. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta sau khi ông nghe những điều đó, thì ông không làm gì một cách gọi là tha thiết đối với những điều Chúa Ngài đã loan báo.
Chúng ta thấy trong cái khung cảnh đất nước, quê hương khó khăn đó, thì Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị để sử dụng một con người, một sứ giả phục hưng mà Chúa Ngài sẽ sử dụng để làm những việc lớn, đem đất nước trở lại ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thì cái Thánh ghi lại cho chúng ta Samuel ở trong đền thờ và dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Hilly đã làm công việc phục vụ. Nhưng mà rồi một ngày kia việc đã đến với ông một cách hết sức là đặc biệt. Chúng ta đến với Samuel thứ nhất chương 3. Bây giờ cậu bé Samuel phụng sự Đức Giê-hô-va ở dưới hướng dẫn, sự hướng dẫn của Hilly. Vào thời ấy, lời của Đức Giê-hô-va thật hiếm và khải tượng ít khi xảy ra. Chúng ta đi, lời rất hiếm và khải tượng ít khi xảy ra. Một ngày kia Hilly đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm. Ông nằm cái chỗ quen nằm của ông đó. Mắt ông bắt đầu mờ, không còn thấy được nữa. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Tức là đèn có 7 ngọn được đặt ở giữa nơi thánh và nơi chi thánh. Và Samuel đang nằm ngủ ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy Đức Giê-hô-va gọi Samuel và cậu thưa, có con đây. Rồi cậu chạy đến Hilly và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói, ta không gọi, hãy ngủ lại đi. Vậy cậu đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa, hỏi Samuel. Samuel trỗi dậy, đi đến với Hilly và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói, con ơi, ta không gọi, hãy ngủ lại đi. Lúc bây giờ Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. Đức Giê-hô-va tiếp tục gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy, đến với Hilly và thưa, có con đây, vì ông đã gọi con. Khi ấy, Hilly hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Vì vậy Hilly nói với Samuel, hãy về ngủ đi. Và nếu có ai gọi con thì con hãy nói, lại Đức Giê-hô-va xin phán dạy vì đầy tớ Ngài đang nghe. Samuel về nằm ngủ tại chỗ của mình. Và câu số 10, Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước, hỏi Samuel, Samuel, Samuel thưa, xin Chúa phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe. Thật là một lời cầu nguyện rất can đảm. Xin Chúa phán, đầy tớ của Chúa đang nghe. Xin Chúa phán, con đang lắng nghe. Cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm này của Samuel. Là một kinh nghiệm thay đổi cuộc đời của ông. Chúng ta để ý, lúc bây giờ, câu số 7, lúc bây giờ Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm này, qua cái lời cầu nguyện can đảm này, ông đã biết Đức Chúa Trời và ông từ đó đã nghe được tiếng phán của Chúa. Rồi dần ông nhận được những sự hướng dẫn từ nơi Chúa một cách rất chi tiết, rất rõ ràng. Và Chúa phán với ông mỗi ngày một rõ ràng tín đồ ông có thể làm theo. Thí dụ, khi Chúa nghe bảo ông hãy lấy mũi sừng đổ dầu vào, đi đến nhà của Giê-si để sức dầu cho vị vua mới thay thế cho Saul. Ông đến nơi và mỗi lần Giê-si dắt các con trai của mình đi ngang thì Chúa nghe phán, không phải đứa này, không phải đứa này, không phải đứa này. Từ một cái người mà chúng ta thấy rằng chưa biết nghe về tiếng phán của Chúa, nhưng bởi lời cầu nguyện can đảm này, ông đã bắt đầu được Chúa nghe dạy, học và nghe được tiếng phán của Chúa. Để rồi ông trở nên một người mà lời của Chúa nói rằng sau đó thì tất cả những lời của ông nói đều không rơi rụng xuống mà đều được ứng nghiệm. Anh chị em yêu dấu, tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ có cái lời cầu nguyện can đảm này. Nhất là những ai có thể trong lúc này vì chưa biết Đức Chúa Trời mà chúng ta cũng ở trong cái thái độ vô tín. Chúng ta trêu chọc, chúng ta nói móc, nói méo những người nói rằng họ nghe được tiếng phán của Chúa. Rằng tôi đi nhà thờ mấy chục năm nay, có bao giờ Chúa phán với tôi đâu. Mà mấy ông, mấy bà cứ nói Chúa phán, Chúa phán. Thì Chúa nghe sẽ thay đổi. Và tất cả chúng ta sẽ là những con người nghe được tiếng của Chúa phán. Vì Chúa anh chị em yêu dấu của tôi, trong cuộc đời đi theo Chúa của tôi và hầu việc Chúa, thì tôi có thể xác nhận với anh chị em, đó là Đức Chúa Trời luôn phán dạy. Vấn đề là chúng ta có chịu nghe hay là không. Và chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em để chúng ta sẽ kinh nghiệm được
lời của Chúa phán với chúng ta thường xuyên liên tục. Và chúng ta học nghe để đến rồi, đến lúc chúng ta sẽ nghe một cách rõ ràng, chính xác. Và chúng ta sẽ làm những quyết định trong sự vâng lời của chúng ta. Mà phước hạnh của Chúa sẽ đổ ra. Nhiều người sẽ được phước của Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta. Như cậu bé Samuel này. Để đem lại sự phục hưng, sự kính sợ Đức Chúa Trời cho một đất nước mà họ đã phạm tội nghịch cùng Chúa. Đến độ chúng ta thấy rằng rương giáo ước của Chúa cũng bị dân Philippines cướp đi mất. Chúa đã sử dụng ông. Chúa chuẩn bị để ông trở nên một khí cụ sắc bén ở trong tay của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng trọng trách mà Chúa Ngài đã rao báo cho chúng ta, nó đòi hỏi tất cả chúng ta đều dám xin và sống với những lời cầu nguyện can đảm này. Lạy Chúa, xin ban cho con sự dạn dĩ như chúng ta đã được nhắc nhở tuần qua. Và hôm nay, Lạy Chúa, xin phán dạy con. Vì anh chị em, chúng ta không muốn sống ở trong cuộc đời này, chúng ta đi, chúng ta làm những quyết định giống như những người không có Chúa. Họ cứ làm theo như cảm xúc của mình. Họ cứ làm theo lý trí của mình, theo ý riêng của mình. Và gặt lấy bao nhiêu sự đau khổ. Cái nhu cầu cần được sự hướng dẫn cho những việc của tương lai là điều việc rất là lớn. Và chúng ta thấy những người chưa biết Chúa, trước đây trong số đó, chúng ta cũng ở trong số đó. Muốn đi tìm biết những việc của tương lai, chúng ta đi đến với đồng bóng, chúng ta đến với những thầy bói, chúng ta đến với những con người để tìm biết một cái gì đó về tương lai của chúng ta. Đáng tiếc là họ đã đến với thế giới tối tăm. Họ đến với quỷ để nhận những tin tức đó. Họ lên đến tầng trời thứ hai và tại đó nghe và nhận những cái sự hướng dẫn của linh giới, của vua cầm quyền chống không trung. Và họ đã làm những quyết định mà chúng ta thấy rằng dựa trên những sự mặc khải đó. Trong khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có thể lên đến tầng trời thứ ba, nơi mà Chúa của chúng ta đang ngự. Mà sứ đồ Phaolô nói rằng, ông biết một người đã được đưa lên tầng trời thứ ba, không biết người đó ở trong thân thể hay là được Chúa nhị chỉ đưa phần tâm linh mà thôi. Vì ở trong cái trạng thái Chúa ngày đưa ông vào trong sự hiện diện đó, ông không còn phân biệt được mình đang ở trong thân thể hay là ở ngoài thân thể. Ở tại tầng trời thứ ba đó, nơi Chúa ngự, và những sự mặc khải của Chúa sẽ tuôn đổ ra. Anh chị em, tầng trời thứ ba đó có thể bày tỏ ra trong phòng khách của chúng ta, ngay ở trong buổi thờ phượng chúng ta đang thờ phượng. Vì Chúa, Ngài có thể mang tất cả và trong đến với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa. Tôi cầu nguyện để không một con cái của Chúa nào tiếp tục chấp nhận cái tình trạng chúng ta mò mẫm ở trong cuộc đời này trong bóng tối. Vì chúng ta có thần linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Chúng ta có thánh linh của Chúa. Chúng ta có Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta, muốn dẫn dắt chúng ta, muốn dạy dỗ chúng ta. Thì chúng ta tại sao lại an phận với cái công việc là thôi mục sư cầu nguyện giùm đi, rồi mục sư nghe Chúa phán cái gì, mục sư nói lại cho chúng tôi nghe. Giống như dân sự của Chúa đã nói với Môi-se như vậy. Và trong cái thái độ đó chúng ta thấy Môi-se lên núi nghe tiếng Chúa phán không bao lâu thì dưới này họ nói rằng chắc ổng đi luôn rồi. Cho nên họ áp lực và khiến A-rôn phải làm cho họ một con bò bằng vàng để dẫn dắt họ. Cái nhu cầu dẫn dắt mà bây giờ không có người của Đức Chúa Trời có thể nghe được sự hướng dẫn, thì họ đã tạo ra cho mình một Đức Chúa Trời bằng vật chất, một vị thần mà họ đã từng thấy ở trong xứ Ai Cập. Đừng chấp nhận cái sự sống mà chúng ta là con cái của Chúa, chiên của Chúa mà không nghe tiếng của Chúa và không biết sự hướng dẫn của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng giúp chúng ta để bẻ gãy một cái tình trạng hay là phá vỡ cái tình trạng đó là trong xứ lời của Đức Chúa Trời thật hiếm. Và khải tượng thì ít khi xảy ra. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ là tất cả chúng ta đều là những người sẽ nghe được tiếng Chúa phán. Vì chiên ta nghe tiếng ta quăng nó biết ta là chiên của Chúa, chúng ta phải nghe được tiếng của Chúa phán. Bởi ơn của Chúa, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bởi ân tứ quyền năng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta sẽ là những người được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao. Và lời của Chúa hứa với chúng ta rồi, khi Chúa đổ thân của Ngài trên một loài xác thịt thì tất cả chúng ta đều sẽ kinh nghiệm được. Người già thì chúng ta sẽ có những chiêm bao là những giấc mơ có ý nghĩa. Người trẻ thì có khải tượng. Amen anh chị em. Đó là điều mà Chúa Ngài hứa, là điều Cha hứa mà không chịu nhận. Nhưng mà lại tiếp tục ở trong cái tình trạng mù tối, mò mẫm ở trong bóng tối, làm những quyết định dựa trên những cái sự giúp đỡ từ nơi những nguồn mà chúng ta thấy rằng không phải là chân thần và không phải đến từ ngôi ân điển của Đức Chúa Trời.
Vì tất cả những sự ban cho tốt đẹp đều đến từ Cha sáng láng của chúng ta trên trời. Tôi nói điều này để anh chị em thấy xã hội chúng ta đang sống, đang cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Chúng tôi, các mục sư trong thành phố này đã chiến đấu, tranh đấu nhưng mà không thành công được. Ở tại một cái rạp hát ngoài trời ở vùng Woodland, hôm qua họ đã có một cái buổi ca nhạc của một nhóm thờ lại Satan. Nó đã diễn ra một cái bài hát và cái lời cầu nguyện của nó với Satan nghịch lại với tất cả những gì chúng ta cầu nguyện với Cha chúng ta trên trời. Tại vì lại Cha chúng con ở trên trời thì nó là lại Cha chúng tôi ở dưới đất, ở dưới âm phủ. Nó diễn ra cái khung cảnh và trong lời của bài hát đó là sẽ giết những linh mục, những mục sư, những người cơ đốc nhân. Chúng tôi nói rằng một cái, những cái lời của bài hát hết sức là bạo động và một cái linh, cái tinh thần thuộc linh hết sức là tồi tệ như thế này, thì tại sao ban quản trị của rạp hát lại cho phép họ? Thì họ trả lời với chúng tôi là chủ trương của chúng tôi là không có gọi là gạn lọc những cái việc của chủ trương lập trường về về niềm tin cũng như là sự tự do lựa chọn của con người. Chúng ta đang sống ở trong ngày như vậy. Chuyện đó ngày xưa đó thì khi hội thánh của Chúa mạnh mẽ trong những năm đầu thì những người phù thủy là sẽ bị tiêu diệt như lời của Chúa đã dạy, trong xứ không được có. Và chẳng những bây giờ trong xứ không được có mà người ta còn làm luôn có một cái nhà thờ thờ Satan ở vùng Woodland. Chúng ta đang sống ở trong những ngày mà chúng ta có một cái nguồn của quyền năng, sự dẫn dắt từ nơi Đức Chúa Trời và đứng sẵn lòng bàn để chúng ta có thể sống, chúng ta có thể được phước, chúng ta có thể làm nguồn phước, chúng ta có thể bày tỏ ra vương quyền của Chúa ở trên cộng đồng, trên xứ sở, trên nơi chúng ta đang sinh sống. Anh xem, như lời của Chúa đã báo cho chúng ta biết sẽ có sự phục hưng lớn xảy ra, thì song song với sự phục hưng của đạo của Chúa và sự hiện diện của Ngài, thì sự phục hưng của công việc của tố tâm nó cũng phục hưng một cách rất là mạnh mẽ. Và như tôi đã báo và rao giảng trong mấy thập niên qua rồi, sẽ đến ngày mà chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng, việc ác mỗi ngày nó một ác hơn, việc tối mỗi ngày nó sẽ tối hơn, và trong ơn của Chúa, cảm ơn Chúa, việc phước hạnh của Chúa mỗi ngày sẽ lớn hơn và quyền năng của Ngài sẽ bày tỏ ra một cách phước hạnh hơn và tinh lành của Ngài sẽ được rao giảng ra một cách lớn lao hơn. Khuya hôm qua tôi có dịp nói chuyện với mục sư Don Martinell, một mục sư thân thương với VBC của chúng ta. Và khi tôi chia sẻ với ông mà nhờ ông cũng hiệp ý và cầu nguyện để Chúa, lời của Ngài đã sai để tới của Chúa, Chuck Spear chia sẻ, sẽ được ứng nghiệm. VBC Houston của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta, sẽ được Chúa dùng để làm ngồi nổ cho sự phục hưng mà Chúa Ngài sắp sửa bày tỏ ra ở trên thành phố Houston này. Ông vui mừng lắm. Ông cũng kể cho tôi, nói rằng, mục sư Khánh ơi, việc đang diễn ra ở rất là nhiều nơi. Sự phục hưng toàn cầu, sự phục hưng mà Chúa Ngài nói đến đang diễn ra khắp một nơi. Ông nói rằng ông được mời để qua giảng. Khi tôi hỏi ông gì chứ, ông nói là tháng 9 ông sẽ đến Hoa Kỳ, thì ông nói không, tôi đã phải bãi bỏ chuyến đó bởi vì Chúa Ngài đang làm việc ở tại một cái nơi mà chúng tôi đang hầu việc Chúa, ở tại đã được mời hầu việc Chúa tại Úc Châu. Trong một buổi nhóm, hội thánh có 180 người ở trong buổi nhóm, khi chúng tôi kêu gọi 120 người tin Chúa. Còn tỷ lệ chúng ta thấy rất là lạ lùng, không chăng? Và ngay buổi tối đó họ làm bắp tem nước cho 120 người. Và ngày thứ tư thì có hơn 400 người đến để tham dự buổi nhóm. Và con số đang được gia tăng, và ông nói rằng họ kêu gọi chúng tôi phải trở lại để tiếp tục thêm nhiên liệu và được Chúa Ngài sử dụng cho cuộc phục hưng này. Chúng ta cũng nghe nhiều nơi khác ở trên nước Mỹ này, Chúa cũng đang làm những công việc. Chức vụ của các mục sư có thể thấy 4-5 ngàn người chịu bắp tem nước trong một ngày. Những phước hạnh mà Chúa Ngài làm trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Anh chị em, đặc ân đó chúng ta có thể trải qua được, nghĩa là chúng ta dám cầu nguyện những lời cầu nguyện can đảm. Vì chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện an toàn lâu rồi. Chúa gìn giữ bảo vệ con, Chúa ban phước trên bữa ăn này, cảm ơn Chúa. Những lời cầu nguyện thì xin Chúa ban phước cho con, cho gia đình của con. Những lời cầu nguyện rất là an toàn. Và tôi khuyến khích anh chị em để chúng ta tấn tới một mức độ là chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện cho những người ngoài kia, cho những người chưa biết Chúa, trong dòng họ chúng ta, những người thân quen của chúng ta.
Và Chúa ban cho con sự giản dị. Không phải đi con mang lấy phổi bò con ăn nói một cách cộc cằn, nhưng mà giản dị ở trong việc giảng tin lành của Chúa. Ban cho con sự giản dị để con có thể đứng lên và được Chúa nghe sử dụng để có thể đưa tay ra đem lại sự chữa lành giải cứu cho những người bị ức hiếp. Giản dị ở trong ơn và quyền năng của Chúa. Chúa Ngài vui lòng đến độ Ngài khiến cho buổi nhóm của họ nơi nhóm lại rung động và tất cả đều được Chúa Ngài đáp ứng, Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh trên và họ ra đi giảng tin lành của Chúa một cách giản dị. Samuel tại đây đã cầu nguyện. Lạy Chúa xin phán vì đầy tớ của Chúa đang nghe. Lạy Chúa vì nghe tiếng phán của Ngài trong đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Chúa phán trong giây phút đó. Samuel đã nghe được tiếng phán của Ngài. Đây là điều thật là tuyệt vời. Nhưng vấn đề là điều Chúa phán với Môi-se không phải là một sứ điệp dễ dàng. Chúa muốn giao cái sứ điệp này cho ông. Một thiếu niên 11, 12 tuổi để Chúa giao cho một cái công việc là đi và nói với thầy Tư Lệ Hê Ly về án phạt của Chúa. Rất khó. Anh chị em cũng có thể nghe cái chi tiết này và thấy chi tiết này thì chúng ta rụt lại. Chúng ta trùng lại và chúng ta nói rằng ui, sao mà mình cầu nguyện như vậy rồi Chúa sai mình đi. Có người nói với tôi cầu nguyện gần gũi Chúa sai đi làm giáo sĩ cái chết. Cho nên giữ một đời sống là theo Chúa xa xa thôi. Gần quá, Chúa túm cổ, Chúa sai đi hầu việc Chúa đó thì làm mệt. Mình an phận với cái công việc của cuộc sống mình hiện tại nó thoải mái rồi. Anh chị em, nếu chúng ta chọn sự sống như vậy là chúng ta hoang phí máu huyết của Đức Giêsu đã đổ ra để rửa tội chúng ta. Ngài không cứu chuộc chúng ta về để chúng ta làm những người ăn không ngồi rồi. Ngài cứu chúng ta để chúng ta đem sự cứu rỗi của Chúa đi ở khắp mọi nơi. Nếu anh chị em có sự suy nghĩ sợ là những gì mình nghe Chúa bảo mình thì nó khó quá, thì tôi thách thức anh chị em. Chúng ta nhìn xong trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng khi những con người nhận được sứ điệp từ nơi Chúa và Chúa Ngài phán truyền cho họ những điều phải làm, không có cái nào là dễ hết đó. Nhưng mà cái kết quả của nó thì thật là lớn lao. Con người đầu tiên mà chúng ta có thể nhớ đến là ông Noe. Ông đang sinh hoạt một cách bình thường, tuổi cũng đã già. Chúa đến nói với ông, hãy đóng một chiếc tàu. Ông hỏi chiếc tàu là cái gì? Bởi vì lúc bây giờ người ta chưa biết chiếc tàu. Là một cái thùng lớn, lớn hơn gần bằng hai sân bóng đá. Chỉ giữ gì Chúa? Đóng xong rồi, người phải dắt vào ở trong cái con thuyền này. Tất cả các loài thú, con đực, con cái, con trống, con mái, mỗi thứ từng cặp đưa vào. Và sau cái kinh nghiệm này, ta sẽ dùng qua đời sống của con cái của con để kích hoạt trở lại nhân loại ở trên mặt đất này. Vì sẽ có một cơn nước lụt mà tất cả những người không ở trong thuyền này sẽ chết tất cả. Anh chị em khi nghe một cái chương trình, một cái lệnh truyền của Chúa như vậy, anh chị em nghĩ ông Noe nghe có dễ không? Không. Nhưng mà ông thành tâm kính sợ đóng một con tàu và cuối cùng đã cứu gia đình của mình. Vì tất cả những người trong thời đó họ nhạo cười, họ không nghe sứ điệp mà Chúa phán qua Noe trong việc đóng tàu, và ông vừa đóng vừa rao giảng sứ điệp của Chúa. Chúng ta không chịu nghe vì đối với họ chuyện này vô lý. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trước đó chưa có mưa, thì làm sao có cái chuyện mà nước nó dâng lên cao đến cái độ là tất cả mọi người đều phải ở trong cái tàu này mới được cứu. Nó vô lý đối với họ. Nhưng mà bởi vì sự vâng lời của Noe mà chúng ta thấy rằng gia đình của ông được cứu. Anh xem cái điều mà một cái đặc ân lớn vô cùng là từ các con của ông, từ gia đình của ông mà nhân loại lại được sinh sôi nảy nở và đầy trên mặt đất này một lần nữa. Về thuộc linh anh chị em, điều này cũng có thể xảy ra. Chúng ta vâng lời Chúa, thành tâm đóng một cái chiếc tàu để cứu gia đình của mình, đời sống của mình, rồi từ nơi chúng ta, con cái hậu tự của chúng ta có thể làm nguồn phước cho muôn người và nhiều người sẽ được cứu xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Khó, nhưng mà phước hạnh vô cùng là Chúa xin phán, tôi tớ của Chúa đang nghe. Jonah, một con người khác. Chúa rằng Jonah, hãy đi đến thành Nineveh, là một cái thành mà trong đó có những dân rất là độc ác.
nói với nó rằng trong 40 ngày nếu các ngươi không ăn năn, thành này sẽ bị hủy diệt. Chắc ông nói ở trong bụng, Chúa ơi, trước khi 40 ngày xảy ra, nó đã làm thịt con rồi. Sai vào trong một cuộc sống đầy tội ác, một cái nơi đầy tội ác, và nói rằng vô trong đó và nói với những người đó ăn năn, còn không thì các ngươi sẽ chết. Thì chắc nó nổ súng mình chết trước rồi. Nhưng mà chúng ta để ý Jonah, ban đầu ông không vâng lời, và cuối cùng Đức Chúa Trời đã bắt phục và ông đã vâng lời. Và cái kết quả chúng ta thấy thành Nineve đã được Chúa ngày dừng cơn thành nộ của Ngài, và nó tồn tại thêm 200 năm nữa vì sự vâng lời của một con người. Lạy Chúa, khán giả, tôi tớ của Chúa đang nghe. Trinh nữ Mary, mới vừa đính hôn với Joseph, Thiên sứ của Chúa hiện ra và nói với người thiếu nữ này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một trai. Tôi chưa biết người nam nào việc này làm sao có thể xảy ra được. Ngươi sẽ chịu thai và sanh một trai. Và sẵn đây cho ngươi biết, con thánh sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Làm sao được? Một sứ điệp, Chúa phán và cô đã nghe được. Rất khó để thực hiện. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi cô vâng lời và đáp ứng lại, nguyện xin việc xảy ra cho tôi tớ của Chúa theo như đời ông đã phán. Mary trở nên một khí cụ ở trong tay của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã mượn lòng của bà để nhập thể làm người và nhập thế, để sự cứu rỗi của Ngài có thể đến cho cả nhân loại, và sự phục hồi mà chúng ta nói đến sáng hôm nay khi chúng ta dự tiệc thánh đã được thể hiện ra qua sự lắng nghe và vâng lời của trinh nữ Mary. Đó là lý do tại sao gọi những lời cầu nguyện này là những lời cầu nguyện can đảm. Cho đến chừng chúng ta mệt mỏi với cái loại cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì Chúa cho bữa ăn sáng này, cảm ơn Chúa vì bữa ăn trưa này, cảm ơn Chúa vì bữa ăn chiều này của gia đình của chúng con, là cảm ơn Chúa vì Ngài gìn giữ một ngày để sự bình an. Bây giờ con nằm xuống ngủ, xin Chúa gìn giữ bảo vệ được an toàn. Nếu tất cả cuộc đời của chúng ta chỉ là những lời cầu nguyện an toàn đó, anh chị em, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời và được phước của Chúa như những con người trong Kinh Thánh. Tôi cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ làm việc và mạnh mẽ càng hơn, mỗi lúc một mạnh mẽ càng hơn, để rồi tất cả chúng ta đều sẽ xin những lời cầu nguyện can đảm mà chúng ta thấy những con người được Chúa sử dụng đại dụng, những hội thánh đã được Chúa Ngài sử dụng đại dụng, ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ học và chúng ta cũng sẽ cầu nguyện những lời cầu nguyện như họ đã cầu nguyện. Không phải dễ, nhưng mà phước hạnh vô cùng khi chúng ta nghe được tiếng của Chúa phán và được sự dẫn dắt của Chúa. Phải không chứ? Khó là bởi vì nó thách thức đức tin của họ. Chúa Ngài làm cho đời sống của họ căng giãn ra đến cái độ là họ cảm thấy như là ôi Chúa ơi, con nổ tung. Không phải là điều dễ nghe. Nhưng mà anh chị em yêu dấu, tôi thách thức và cầu nguyện cho anh chị em có đức tin đủ để chúng ta cầu nguyện với Chúa lời cầu nguyện can đảm này. Lạy Chúa, xin phán dạy con. Con sẵn sàng nghe. Lạy Chúa, xin phán. Tôi tớ của Chúa đang nghe. Lời cầu nguyện can đảm này đã đem lại sự phục hưng phục hồi cho cả đất nước của người Israel trong lúc bây giờ. Nói đến lời cầu nguyện can đảm thì chúng ta cần phải lùi lại một chút để tôi chia sẻ với em những điều rất là căn bản về sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một sự tương giao với Đức Chúa Trời. Tương giao có nghĩa là có qua có lại. Chúng ta trình dâng nhu cầu lên cho Chúa, chúng ta đặt những câu hỏi xin sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta cũng phải dừng lại lắng nghe Chúa Ngài đáp lời. Bằng không thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tình trạng là chúng ta nói quá nhiều trong lời cầu nguyện. Trong khi đó thì Chúa rất muốn phán dạy chúng ta, mà chúng ta không cho Chúa cơ hội. Tôi hình dung đa số đời sống cầu nguyện của chúng ta là chúng ta lỉnh kỉnh mang đến với Chúa một danh sách dài của tất cả những nhu cầu của mình.
Và chúng ta đi vào trước sự hiện diện của Chúa, lạy Chúa, xin Chúa ban phước điều này. Xong rồi amen, mình bỏ chạy thuốc. Trong đó có lời cầu nguyện lạy Chúa, ý của Chúa như thế nào về việc này, xin Chúa ngài bày tỏ cho con. Chúa ngài muốn phán với mình đã chạy mất rồi. Chụp điện thoại lên, hỏi ý kiến của những con người khác. Tôi hình dung Chúa ngài nói rằng đủ rồi, con nói nhiều quá. Con nói là con muốn tương giao với ta mà con nói nhiều hơn là nghe ta nói. Thật ra một cái sự cầu nguyện mà chúng ta thấy phước hạnh đó là chúng ta nói ít và để Chúa ngài phán dạy với chúng ta. Amen anh chị em. Cầu nguyện không chỉ là bạn nói hết mà không chừa cho Chúa một chút nào hết. Và cầu nguyện là chúng ta trình dâng nhu cầu và chờ đợi sự đáp lời của Chúa bởi đức tin. Chúng ta dâng cho Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa ngài dẫn dắt và chúng ta lắng nghe để thấy sự dẫn dắt của ngài. Nhìn chị em nhiều lần thì có những nhu cầu khó khăn ở trong chức vụ, ở trong đời sống, tôi đến với Chúa và tôi nói nhiều lắm. Tôi cảm nhận Chúa nói rằng, con à, ta biết, con không cần phải báo cáo vì ta thấy tất cả mọi sự. Đúng không? Không. Chúa chờ con phải nói hết, Chúa mới thấy, Chúa mới biết, chứ còn chúng ta là ai mà chúng ta dẫn mặt với Đức Chúa Trời như vậy. Không, Chúa chờ nha, để con bán cho Chúa hết cái thước thang. Tôi đến cái ghe thang khác. Không, Đức Chúa Trời muốn nghe nơi chúng ta bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa. Và ngài muốn chúng ta nghe ngài phán. Ta yêu con lắm. Ta muốn trò chuyện với con. Ta muốn phán dạy con. Ta muốn dẫn dắt con. Ta muốn đáp ứng lại với con. Cho ta có cơ hội. Chúa luôn nói với chúng ta anh chị em. Chúa luôn phán với chúng ta. Ngài là đấng chăng hiền lành. Ngài phán dạy đến độ chiên của ngài nghe tiếng của ngài là biết. Cảm ơn Chúa, Chúa ngài luôn phán. Câu hỏi là bạn có chịu lắng nghe hay không? Bạn có dám xin lời cầu nguyện can đảm mà Samuel đã xin lại Chúa, xin hãy phán? Con đang nghe. Con lắng nghe. Tôi tới Chúa đang lắng nghe. Làm thế nào để chúng ta học nghe tiếng phán của Chúa? Để rồi câu số 7 cũng sẽ thay đổi trong đời sống của chúng ta. Lúc bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi chúng ta áp dụng những điều này, Chúa ngài sẽ cho chúng ta được biết Chúa. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm lời của Chúa chưa được bày tỏ cho cầu đó, thì Chúa ngài sẽ bày tỏ cho Samuel. Ngài cũng là đấng sẽ bày tỏ cho chúng ta để chúng ta nghe được lời của ngài. Amen anh chị em. Vì Đức Chúa Trời của Samuel cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Có khác không? Không, hồi xưa những người trong Kinh Thánh kìa, tôi đã từng nhiều năm học Kinh Thánh, xong rồi mình phán một câu, mình kết luận một câu, đây là chuyện ở trong Kinh Thánh. Chúng ta coi chuyện niềm tin của chúng ta với Đức Chúa Trời là chuyện ở trong Kinh Thánh. Trong khi đó thì Chúa muốn chúng ta có một mối liên hệ với ngài mỗi ngày một cách thân mật, như cha với con, ở trong phước hạnh, ở trong ơn của Chúa. Nên đừng để Chúa Giêsu vẫn còn ở trong các trang Kinh Thánh, mà để ngài bước ra khỏi các trang Kinh Thánh và đi cùng với bạn mỗi ngày. Amen. Tôi lớn lên ở trong gia đình cha mẹ là con cái của Chúa. Tôi là đời thứ ba, thế hệ thứ ba. Biết Kinh Thánh. Hồi nhỏ học Kinh Thánh, học thuộc lòng, học tính lòng một lục của Kinh Thánh. Học tính điều các sứ đồ, bài cầu nguyện chung, thi thiên 23, thi thiên số 1. Học nhiều thi thiên, học nhiều câu Kinh Thánh thuộc lòng để trả bài, để trả trong những kỳ thi cuối năm trong mùa Giáng sinh. Và Chúa Giêsu mà tôi học vẫn còn ở trong các trang Kinh Thánh. Cho đến ngày tôi đi vượt biển, đối diện với cái chết, thì Đức Chúa Giêsu ở trong các trang Kinh Thánh, ở trong đức tin của ông bà cha mẹ của tôi, không có đi với tôi ở trong cái chuyến vượt biển đó. Và khi chúng tôi mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì phước hạnh của Chúa đã đến. Và kể từ đó, học bước đi với Chúa và kinh nghiệm Chúa mỗi ngày trong đời sống. Làm thế nào để chúng ta nghe được tiếng của Chúa phán? Tôi hướng dẫn anh chị em một phương pháp rất dễ và chia sẻ với anh chị em ba cái ý để chúng ta có thể đặt mình trong thế sẵn sàng để nghe tiếng Chúa phán. Thứ nhất, để chúng ta có thể nghe tiếng Chúa phán, chúng ta phải yên lặng.
Thi Thiên 46, Chúa chỉ cho cách để chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Ngài. Chứ không nói hãy điên cuồng lên, hãy toán loạn lên, ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Hãy cố gắng bận rộn làm những công việc hầu việc ta, ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm Chúa khi chúng ta đang lái xe, đang di chuyển bởi vì không có giờ, làm cho đủ lễ để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa. Anh chị em có những ngày mà chúng ta thức dậy trễ là vì một cái lý do nào đó, chúng ta không có đủ giờ để ngồi xuống cầu nguyện với Chúa nữa. Chúng ta phải chạy ra xe, và trong lúc chờ xe, máy nó ấm lên, thì mình cầu nguyện với Chúa là Chúa con trễ giờ, xin Chúa ngày đi cùng con, và xin Chúa ngày ban phước cho con ngày hôm nay. Trường hợp ngoại lệ thì được. Nhưng nếu đời sống cầu nguyện của anh chị em chỉ có chừng đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng phán của Chúa và không bao giờ biết Đức Chúa Trời như chúng ta đáng phải biết. Yên lặng. Thi Thiên 46 câu 10 nói rằng hãy yên lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta phải dừng lại yên lặng đủ để nghe tiếng của Chúa phán. Để nghe tiếng của Chúa phán, chúng ta phải chỉnh lại cái âm lượng mà chúng ta đang nghe xung quanh chúng ta. Đó lý do những buổi sáng sớm hoặc là đêm khuya, khi mọi người trong nhà ngủ còn ngủ, đó là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta yên lặng để biết Ngài là Đức Chúa Trời, để nghe được tiếng của Chúa phán. Bởi vì âm thanh ồn ào chẳng những của những người lân cận của chúng ta, mà âm thanh, âm lượng của những âm thanh ở trong thế giới này nó chi phối chúng ta lắm. Yên lặng nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi đã từng chia sẻ và chia sẻ lại với anh chị em một lần nữa. Tôi đã lên kế hoạch làm sao để mình có thể tập trung được ở giữa đám đông để nghe được tiếng của Chúa phán. Chúa chỉ cho tôi một cách. Ông cuốn Kinh Thánh đi vào ở trong cái Student Center trong trường Kinh Thánh của chúng tôi đó. Ngồi ở tại đó. Đọc lời của Chúa. Anh chị em dĩ nhiên là lúc đầu không đọc được một chữ nào, bởi vì cái Student Center, cái nơi mà các bạn sinh viên đang sinh hoạt, thì nó ồn ào lắm. Người này chào người kia, rồi họ trêu chọc với nhau, họ pha trò, thì chúng ta thấy những tiếng ồn ào vui lắm, tại vì chỗ của Student Center mà. Tôi ngồi tại đó mở Kinh Thánh ra, đọc. Ban đầu đọc thì không nghe được cái gì của Kinh Thánh đó, mà âm thanh của những người lân cận ồn ào lắm. Nhưng tôi cố gắng tập trung và tập trung vào yên lặng để tạ ơn Chúa. Giây phút bắt đầu xảy ra, tôi không còn nghe những âm thanh đó nữa, mà Kinh Thánh bắt đầu phán với tôi. Anh xem làm được không? Nếu chưa được, về tắt TV, tắt những tiếng ồn khác, tìm một cái nơi yên tĩnh để chúng lắng nghe tiếng của Chúa phán trong ơn của Ngài. Amen anh chị em. Chúng ta để ý khi Đức Chúa Giêsu Ngài dạy về sự cầu nguyện. Chúa nghe nói rằng như người Pharisee là người đạo đức giả, đứng cầu nguyện ở ngoài đường, bày tỏ mình đạo đức trước mặt người khác. Nhưng Chúa bảo gì? Hãy đi đâu? Chà, anh chị em không biết cái chỗ đó. Đi vào nơi kinh nghiệm và cầu nguyện tại đó. Và Đức Chúa Trời là đứng lắng nghe trong nơi kinh nghiệm, sẽ ban phước cho chúng ta. Cái nơi kinh nghiệm này, nó có thể là một cái phòng mà chúng ta biệt riêng để chúng ta yên lặng, chúng ta lắng nghe Chúa. Ở trong một cái chân không, một cái bầu không khí mà chúng ta biệt riêng nó để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tôi có một số chỗ, và một trong những chỗ mà tôi thích nhất là cái ghế lái xe của tôi. Thì khi tôi đi học trường Kinh Thánh, lái 4 tiếng rưỡi đồng hồ một chuyến từ thành phố Marshall, Texas về Houston ở tại đây. Rồi từ chiều Chủ nhật, từ đây trở về Marshall, Texas. 9 tiếng đồng hồ lái xe một cuối tuần. Thì cái ghế đó là cái ghế mà tôi dành rất nhiều thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Rồi dần trở nên cái điểm hẹn giữa tôi với Chúa. Cho nên nếu tôi không ngồi ở trong tay lái, tôi khó chịu lắm. Các con tôi, lúc chúng nó còn nhỏ, nó không hiểu. Tôi đi Việt Nam là đi các nơi hầu Chúa. Mình đi những cái ngày không có ngồi trong ghế của mình, được các mục sư là các anh em chở mình đi, những tài xế chở mình đi. Về đến Houston, cái việc đầu tiên mà chúng tôi làm sau khi chào hỏi gia đình v.v. là leo lên xe. Vì chỗ đó quen lắm. Tôi ngồi vào trong ghế đó là như là lập tức mình
được vào trong sự hiện diện của Chúa, vì đó là cái bầu không khí mà chúng tôi biết riêng cho sự tương giao với Chúa. Tôi biết anh chị em có cái chỗ nào, nhưng mà nếu chưa có, hãy ráng cố gắng thành lập cho bằng được. Có một cái kế hoạch. 4-5 năm trước, có một cái phong trào mà cảm ơn Chúa đã diễn ra. Và tôi cầu nguyện rằng điều đó vẫn tiếp tục và sẽ lớn mạnh ở trong ơn của Chúa. Đó là có những phòng chiến đã được thành lập trong gia đình của nhiều con cái của Chúa. Sau khi chúng ta nghe và đi xem chung với nhau cái cuốn phim The War Room, cái phòng của chiến trận, một người phụ nữ lớn tuổi đã huấn luyện cho một người vợ trẻ, và gia đình là chồng đang có những cái dấu hiệu là có thể đang ngoại tình, và cô muốn đầu hàng. Thì cái người phụ nữ lớn tuổi này mà cô đến để giúp đỡ cho bà trong cái dịch vụ của cô đó, đã thấy và được sự hướng dẫn của Chúa để huấn luyện cho cô, để cô có thể trở nên một chiến sĩ cầu nguyện để chiến đấu cho hôn nhân hạnh phúc cho gia đình của mình. Và khuyến khích cô về và thành lập một cái phòng chiến. Cô về và dọn một cái phòng, cái tủ quần áo, một cái closet. Bắt đầu để tại đó những cái gì cần thiết, kinh thánh, nhạc ngợi khen. Một cái nơi trống đủ, một cái vách trống đủ để có thể dán những điều, những nhu cầu cần cầu nguyện tại đó. Bởi chiến thuật này, cô đã giành lại hôn nhân hạnh phúc cho gia đình của mình. Và cảm ơn Chúa, một số các chị em trong hội thánh về, nhà còn dư closet, đã chuẩn bị và trở nên cái phòng chiến, đem lại phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Phía trên, phía sau chỗ tôi đang đứng để rao giảng lời của Chúa, có một phòng chiến tại đó mà các con gái của Chúa ghi danh để trực và cầu nguyện trong lúc chúng ta nhóm lại ở đây. Vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Nó có thể gây rối. Nó có thể gây sự chia trí cho anh em. Nên chúng tôi muốn tạo một cái bầu không khí tốt đẹp nhất để anh chị em có thể tập trung thờ phượng Chúa được. Cho nên các chiến sĩ đang chiến đấu cho buổi nhóm, đang gõ cửa thiên đàng và đang khai phóng các đạo binh của thiên sứ của Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Mình xin Chúa nghe ban phước để chúng ta có một cái nơi để chúng ta yên tĩnh đủ để chúng ta nghe tiếng của Chúa phán. Amen anh chị em. Chúa phán thì Chúa phán như thế nào? Có những cái phương cách mà Chúa nghe phán với chúng ta. Có người hỏi, đó là khi tôi cầu nguyện, lại Chúa xin phán tôi tớ của Chúa đang nghe. Như vậy tôi có nghe được tiếng của Chúa như là Samuel đã được nghe Chúa gọi Samuel, Samuel. Hay là như thế nào? Câu trả lời là có thể. Bởi vì có những con người, có những giây phút Chúa nghe phán với chúng ta bằng tiếng phán của Ngài, chúng ta nghe trực tiếp. Nhưng mà đa phần thì Chúa, và tôi có thể cam đoan với anh chị em là Chúa phán với chúng ta bằng nhiều cách. Và một trong những cách là Chúa phán với chúng ta trong tâm linh của chúng ta. Nếu như tôi đang nói chuyện với anh chị em nghe bằng lỗ tai của mình đó, thì chúng ta nghe tiếng của Chúa phán từ tâm linh của chúng ta, từ bên trong chúng ta. Chúng ta nghe từ trong tấm lòng của chúng ta đó. Và Chúa nghe phán qua lời của Ngài, đó là điều thứ nhất. Chúa phán bằng lời của Ngài. Vì lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Có thể bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta, để chúng ta được sắm sẵn để làm những việc lành. Nếu mục đích của lời của Đức Chúa Trời là để bẻ trách sửa trị, để dạy dỗ bẻ trách sửa trị của chúng ta, thì anh chị em yêu dấu, nếu như vậy thì lời của Chúa phải phán với chúng ta chứ. Cảm ơn Chúa. Nếu anh chị em nói mình chưa bao giờ nghe tiếng phán của Chúa, điều đó đã hé mở cho thấy vì anh chị em không có đời sống đọc lời của Chúa. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ dùng lời hàng sống của Ngài để phán với chúng ta. Kinh nghiệm của tôi là đọc Kinh Thánh, đọc Thinh Linh, câu Kinh Thánh nó nhảy ra khỏi trang Kinh Thánh, tóm cổ tôi và nói rằng con nhìn vào trong câu này và lời của Chúa bắt đầu phán với tôi. Nhưng khi tôi đọc phần Kinh Thánh này để chia sẻ với anh chị em, thì lúc đầu tôi không thấy câu số 7. Nhưng mà sáng hôm nay trong giờ giảng cho tiếng Anh, tôi đọc thì Thinh Linh Chúa nghe phán với tôi trong câu số 7. Đây là mục đích, đây là lý do tại sao mà ta cho ghi lại cái phần Kinh Thánh này cho con. Vì lúc bấy giờ Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. Và Chúa ngày muốn tôi chia sẻ cái sứ điệp này để giúp đỡ cho anh chị em, để tất cả chúng ta đều biết Đức Giê-hô-va. Amen. Anh chị em có muốn biết Chúa không? Sứ điệp này nhằm mục đích đó. Và để Chúa ngài sẽ bày tỏ lời của ngài cho chúng ta. Amen.
Và chúng ta sẽ thấy lời của Chúa phán với chúng ta như vậy. Chúng ta đang đọc, đọc thì chúng ta thấy rằng chưa có gì. Thinh linh một câu kinh thánh gây sự chú ý chúng ta, và Chúa ngay dùng câu đó ngài phán với chúng ta. Hoặc là trong lúc chúng ta đang cầu nguyện xin Chúa ngài hướng dẫn cho chúng ta, thì một câu kinh thánh mà chúng ta đã học qua, chúng ta đã đọc qua, Chúa ngài gợi nhớ lại cái câu đó, và chúng ta nói rằng đó là câu trả lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, Chúa phán qua con người. Chúa phán qua vợ chồng của chúng ta. Đây là điều khó nghe nhất. Phải anh chị em? Mình vì cái lý do nào đang lo lắng, mình đang hồi hộp. Thế bà vợ qua đến và nói, sao lo lắng vậy? Lời của Chúa nói rằng, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện này xin mà trình dâng mọi nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Phải rồi. Chúa phán với những người xung quanh của chúng ta, với vợ, với chồng của chúng ta, thể phán với chúng ta qua những là những con người dám cầu nguyện lời cầu nguyện này mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em. Là Chúa xin phán, con sẵn sàng nghe. Rồi Chúa phán mà con nhắc điện thoại lên gọi cho người anh em này, người chị em này, vì họ cần được khích lệ. Họ dạ cảm ơn Chúa. Chúa phán, tôi tới của Chúa nghe và con vâng lời. Chúng ta gọi điện thoại cho họ. Sao anh chị biết mà gọi cho tôi lúc này? Vì Chúa ngài hướng dẫn. Cảm ơn Chúa. Tôi đang thắc mắc, tôi đang cầu nguyện, thì anh chị gọi. Cảm ơn Chúa. Chúa có thể phán với những người, qua những người, những con người để giúp đỡ cho chúng ta. Chúa có thể phán với chúng ta qua mục sư trong lúc ông giảng lời của Chúa. Amen anh chị em. Mình đang ngồi nghe giảng, và đây là khung cảnh tuyệt vời mà tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó thật xảy ra, chứ không phải là vì anh chị em lo ra. Mình đang ngồi nghe lời giảng, thình lình câu nói của mục sư đem lại một ý nghĩa rất là mạnh mẽ. Và dường như Chúa kéo mình đi vào trong phòng riêng, Chúa giải thích, Chúa dạy dỗ mình về những điều mình mới vừa nghe đó. Cảm ơn Chúa. Tôi kinh nghiệm điều đó rất là thường anh chị em, và tôi chia sẻ đến chị em mở lòng ra để đón nhận. Và khi lắng nghe bài giảng, thì xin Chúa ngài cho chúng ta lòng của chúng ta vẫn luôn luôn thưa với Chúa là Chúa xin phán, tôi tớ của Chúa đã nghe. Ngài sẽ đáp ứng lại với lời cầu nguyện đó. Cũng như ngay bây giờ tôi tin rằng một số trong chúng ta đang nghe tiếng của Chúa phán với mình. Chúa phán qua hoàn cảnh. Có những cánh cửa mở ra hoặc là có những cánh cửa đóng. Nhưng mà chúng ta tin rằng hoàn cảnh đó Chúa muốn phán dạy với chúng ta một điều gì đó. Tôi kể cho anh chị em một câu chuyện nó rất là khích lệ cho tôi với nhà tôi. Sau chuyến đi năm rồi, sau những ngày phục vụ bận rộn, thì mục sư Phong có một nhà ý là chúng tôi sẽ đưa mục sư và phái đoàn đi sông Sài Gòn và mình sẽ lên một cái thuyền. Trên đó họ cho mình ăn một cái nhà hàng ở trên thuyền. Và ai nấy cũng là chuẩn bị bụng của mình để lên ăn. Và ông mục sư Don Martinelli, ông nói tôi có đi cái chuyến đó rồi trước đây. Tốt lắm, một kinh nghiệm tuyệt vời. Ai nấy cũng chuẩn bị lòng của mình, bụng của mình sẵn sàng. Thì chúng tôi mau mau lên trên xe, mục sư Phong đưa vào một chiếc xe khác rồi đưa cả đoàn đi và bị kẹt xe nhiều lắm. Và cuối cùng đến được một cái bến, tìm cái chỗ đậu. Xong rồi, chúng tôi nói rằng thuyền sắp rời cho nên mọi người xếp hàng cho chuẩn bị lên. Mục sư Phong chen vào. Thì ta biết rằng đây là cái chuyến cuối cùng. Nhưng ông trở ra mặt buồn hiu nói rằng, xin lỗi, tôi nghe tôi hỏi đường thì người ta chỉ, thật ra cái bến của chúng ta còn thêm mấy cây số nữa. Cái bến này là một cái phà đưa chúng ta qua phía bên kia của sông Sài Gòn. Đói nó càng đói hơn nữa anh chị. Cánh cửa đó đóng. Nhưng mà bây giờ đã mua vé, đã đến nơi rồi thì bây giờ làm sao? Thôi cứ xuống đi. Thì Nguyễn Sư Phong khuyên, thôi cứ nhìn cảnh, rồi nhìn những tòa nhà cao tầng cao nhất của Việt Nam. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng tôi ở bên góc nhìn của tôi, bên tay phải, thấy có một nhóm người cứ ráng cố gắng nhìn. Vì chúng tôi bị người ta ra lệnh là phải mang khẩu trang hết. Cho nên các anh em nhìn. Rồi xong họ không dám nhìn, khi tôi liếc qua họ thì họ lại không dám nhìn. Cảm ơn Chúa khi mọi người ra khỏi, chúng tôi đi ở trên cái chiếc cầu, kéo cái khẩu trang xuống, anh em la lên, ô mục sư Khánh, mục sư Khánh. Tôi ngạc nhiên ở đâu mà có người la lên như thế này, mà cả một cái nhóm mười mấy người.
Họ chạy lại ôm chúng tôi và nói: mục sư, chúng tôi đã nghe bài giảng của mục sư bao nhiêu năm nay. Chúng tôi là con cái của Chúa ở bên Nga. Chúng tôi ao ước được gặp mục sư một lần ở trong đời, mà không ngờ Chúa sắp đặt chúng ta gặp ở trên cái chuyến tàu này. Cửa kia đóng, cửa này mở. Thì ngay trong giây phút đó, Đức Chúa Trời Ngài đáp lời cầu nguyện và ao ước của các con cái của Chúa ở tại Nga. Ông rằng xin mục sư giúp đỡ. Chúng tôi về sẽ cố gắng sắp đặt sớm để mời mục sư qua hầu việc Chúa với hội thánh. Trước đây mục sư của chúng tôi đã có lời mời, nhưng mà chưa có cơ hội. Và chúng tôi xin một chút là đi. Nhưng vì chiến tranh của Nga với lại Ukraine, cho nên việc phải bị đình trệ. Nhưng ý tôi muốn nói với anh chị em đó là sau cái kinh nghiệm đó, chụp hình với anh em vui vẻ, kích lệ anh em xong, tất cả mọi người không ai còn thấy khó chịu vì mình không được đi ăn. Mà ai nấy đều thấy được tiếng của Chúa phán, đó là chúng ta sẵn sàng để Chúa sử dụng, Chúa có thể sử dụng và sắp đặt cho chúng ta trong mọi cơ hội. Amen anh chị em. Yeah, Chúa đóng cửa này, Chúa có thể mở cửa khác. Chúa phán với chúng ta qua những hoàn cảnh. Chúa phán với chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm cho phần tâm linh của chúng ta sống lại. Khi chúng ta sinh ra trong tội lỗi mang huyết thống của Adam, thì phần tâm linh của chúng ta chết. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, Thánh Linh của Chúa làm cho tâm linh của chúng ta sống, và Chúa Ngài liền ngự ở trong phần linh của chúng ta. Ngài đang ngồi trên ngôi cai trị. Và Ngài sẵn sàng phán với chúng ta. Đó là lý do mà tôi nói, một trong những cái tiếng nói mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể nghe được từ nơi Chúa là chúng ta nghe từ trong tâm linh chúng ta ra. Vì tại đó Đức Thánh Linh phán. Tôi thường dùng hình ảnh tượng hình này để anh chị em có thể thấy được, và xin Chúa Ngài cho nên anh chị em cũng áp dụng. Khi có người đến hỏi tôi một cái câu hỏi, một cái thắc mắc, làm có một nhu cầu gì đó, thì lập tức con người linh của tôi đi vào trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời để nhận sự dạy dỗ, sự mặc khải từ nơi Ngài, câu trả lời từ nơi Ngài, để tôi có thể giải đáp và có thể giúp đỡ cho người đang có nhu cầu. Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn chúng ta. Ngài là đứng giúp đỡ cho chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta để làm những công việc trong sự dẫn dắt của Ngài. Anh chị em nói, nhưng mà làm sao để tôi có thể biết chắc được đó là tiếng phán của Đức Thánh Linh mà không phải là tiếng của ma quỷ? Vì ma quỷ nó cũng gieo những tư tưởng vào trong, những cái ý trong tư tưởng của chúng ta, để chúng ta phân biệt. Nếu tiếng nói sự thúc đẩy từ nơi tâm linh của chúng ta, tấm lòng của chúng ta rằng con hãy giúp đỡ một cách rời rộng cho anh chị em đó, con hãy có lời khích lệ để giúp đỡ và bày tỏ lòng quan tâm của con với anh, với chị đó, chúng ta biết nó đến từ Chúa. Vì ma quỷ không bao giờ thúc đẩy chúng ta để làm cái gì tốt hết. Nó có thể xúi chúng ta để cướp giết, vì nó, công việc của nó là cướp giết và quỷ diệt. Nó có thể xúi chúng ta nói láo, vì nó là cha của sự nói láo, của nói dối. Thì với Thánh Linh của Chúa, nếu sự thúc đẩy đó là giúp đỡ, phục vụ, đem ảnh hưởng đến cho những người khác, chúng ta biết đến từ Chúa. Amen. Có bao nhiêu người hiểu được điều này? Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện. Xin Chúa Ngài phán con lắng nghe. Một trong những điều mà tôi khuyến khích anh chị em thực hiện, để mỗi ngày rồi chúng ta học nghe tiếng phán của Chúa. Chúng ta cầu nguyện với Chúa là: Chúa, con muốn dâng cho Chúa cái thời giờ kế tiếp này để bước vào trong chức vụ cầu thai. Chúa muốn con cầu nguyện cho ai? Và khi Chúa Ngài đưa cái người đó hay là cái tên người đó đến, chúng ta liền cầu nguyện cho họ. Rồi xong chúng ta cầu nguyện với Chúa và xin Chúa phán tiếp người nào là người mà Chúa Ngài muốn chúng ta cầu nguyện. Tôi có những buổi tôi cầu nguyện như vậy, để xem điều tuyệt vời xảy ra. Có những người mà tôi lâu rồi không nghĩ đến họ, hay là tôi đã từng cầu nguyện cho họ nhưng mà mòn mỏi rồi, thôi tạm nghỉ đi Chúa ơi. Thì khi Chúa Ngài nhắc lại và cầu nguyện cho họ, thì chúng tôi liền được tin của họ. Hay là Chủ nhật đó chúng tôi thấy họ đến nhóm lại. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn khuyến khích anh chị em thực tập cái điều này. Cầu nguyện, xin Chúa Ngài hướng dẫn. Yên lặng. Thứ hai là chúng ta cần phải sẵn lòng. Chúa phán mà chúng ta không chịu làm theo, Chúa sẽ không phán nữa. Cho nên phải sẵn lòng vâng lời để Chúa Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng. Trong Ngôn chương 3 câu 6, phàm trong các việc làm của con nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Và cuối cùng, hãy sẵn sàng. Hãy sẵn sàng để làm theo điều Chúa dạy. Hãy sẵn sàng để lắng nghe, vì Cha rất muốn hướng dẫn chúng ta.
Khi chúng ta kinh nghiệm tiếng phán của Chúa, chúng ta hành động dựa theo sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài. Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ biết Chúa rõ hơn, và Chúa Ngài sẽ mở lời của Ngài ra cho cuộc đời của chúng ta, để từ đó chúng ta không phải chưa bao giờ nghe, lâu lâu nghe một lần, nhưng chúng ta sẽ thường xuyên nghe được tiếng của Chúa phán trong cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Mình xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta trong tuần này sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện can đảm này. Lạy Chúa, xin phán, tôi tới Chúa đang nghe. Hơn thế nữa, ngay bây giờ tôi khuyên cho tất cả chúng ta trong bầu không khí này yên lặng đủ, vì Hội Thánh đã giúp đỡ chúng ta có bầu không khí này để nhận biết Đức Chúa Trời bằng cách cầu nguyện với Chúa lời cầu nguyện can đảm này. Lạy Chúa, xin phán, tôi tới Chúa đang nghe. Thực hiện lên cho em. Tôi mời tất cả chúng ta yên tĩnh đủ, đóng lỗ tai của mình đối với những âm thanh, những nhiều âm ở bên ngoài, và cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, xin phán, chúng con sẵn lòng để nghe. Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta, chỉ chúng ta thấy tội chúng ta cần ăn năn. Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa phán về người chồng đang xa Chúa của mình, có những việc cần phải thay đổi trong cách cư xử để được người chồng này trở lại với Chúa và với nhau. Chúa thấy hướng dẫn và phán với chúng ta hãy sử dụng ân tứ của mình để giữ phần trong sự hầu việc Chúa. Lắng nghe anh chị. Ai đó Chúa đặt trong tư tưởng và phán với chúng ta, hãy liên lạc, hãy gọi điện thoại, hãy hàn gắn. Chúa mới bày tỏ cho tôi có một ai đó đang ngồi trong phòng thờ phượng tại đây, trên cổ tay phải của quý vị tôi đeo một cái sợi dây. Cái đó nguồn của nó đến từ thế giới tối tăm. Chúa muốn giải cứu được sự tự do, hãy cởi bỏ ăn năn và thưa với Chúa rằng con không biết, xin Chúa tha thứ. Có người đang nghe tôi đang ở trong một mối liên hệ với Hội Tâm Điểm. Mình nghĩ rằng họ cũng là Cơ Đốc nhân. Chúng ta biết nguồn của nó không phải đến từ Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn từ bỏ, trở lại với chính Chúa hằng sống, Đức Chúa Trời chân thật. Của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta để thờ phượng Chúa và có mối liên hệ với Ngài mà thôi. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin giúp đỡ. Lạy Chúa, xin bày tỏ lời của Ngài để không còn một người nào trong chúng con chưa kinh nghiệm được phước hạnh được nghe tiếng Chúa phán với mình, nghe được sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày.
Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con để chúng con sẽ dạn dĩ càng hơn, càng đảm hơn để xin Chúa những lời cầu nguyện hết sức càng đảm này. Kết quả vì nhiều người được cứu, vì nhiều người được phước, vì những cánh cửa cơ hội có thể mở ra. Xin giúp đỡ để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa phán, sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tặng Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em trong tuần lễ mới này. Chúng ta thêm lời cầu nguyện. Tuần rồi chúng ta cầu nguyện lại Chúa, xin ban cho con sự dàn dĩ. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Lời cầu nguyện lại Chúa, xin hãy phán. Tôi tớ của Chúa đang nghe. Và cảm đoan với anh chị em khi anh chị em thực hiện điều này. Anh chị em sẽ biết Đức Chúa Trời. Và anh chị em sẽ kinh nghiệm được lời của Chúa mở ra cho chúng ta như Chúa đã mở ra cho Samuel. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước và chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.